Xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay là em show nội thất cũng như là ngoại hình của con Amly Alpha 97i Mod Limited nha. Thì con này em đã test rồi, thì hôm nay em chỉ show nội thất cho anh em mấy thời gian vệ sinh. Vệ sinh nãy giờ xong, bây giờ em đầu lên clip để anh em mình yêu thì phone thôi. Những con này là hoạt động hoàn hảo, riêng hết cho anh em chơi hết nha. Đó, về mặt mũi em này thì đẹp can anh em nha, đẹp can luôn. Những cái đầu lớn này em làm những cái con đẹp can thôi. Đó, mặt mũi là mặt mũi là đẹp can hết cho anh chơi bóng lừ ha, vừa nghe nhạc vừa soi gương luôn. Đó, đối với cái dòng 907i Mod Limited thì nó khác những cái dòng 907 Alpha, 907 là tra đồ nữa, nó khác. Có nghĩa nó khác là ở cái chỗ là thay vì 907 là tra thì sử dụng 16 sò, nhưng em này sử dụng 12 sò. Nhưng mà cái 12 sò của nó là 12 sò xanh đen chứ không phải là 12 sò than đen anh em nhé. Và dòng nó là dòng limited, nghĩa là dòng bản giới hạn, sản xuất có giới hạn. Giá xuất xưởng của em 907 limited nó cao hơn là 907 là tra anh em nhé. Nhưng mà có một điều là tại vì anh em mình Việt Nam mình á, là nó thị hiếu của nó là chơi mạnh, cho nên 907 là tra nó mạnh hơn. Còn 907 Mod Limited là nó thiên về chất âm, nó giống như nó sò này sử dụng giống như con sò của trong Mali Amly Madang 94 anh em. Nó cho chất mềm mại ngọt ngào ha, chi tiết trong trẻo. Đấy. Nó không có thiên về cái đồ mạnh, nhưng mà nó thiên về cái chi tiết trong trẻ dầu mạnh, nó vẫn mạnh hơn những con đầu 7 anh em nha. Đó, mặc dù công suất tiêu thụ của nó 270W, 280W gì đó thôi, nhưng mà cái cấu hình bên trong đó, anh em nhìn còn như là con 907 là trà. Đấy, tăng phô rất to, 6 tụ lập nguồn và tụ là tụ nâu chứ không phải là tụ đen nha. Có hai cái tụ đen là tụ rề thôi. Đó, và phần mạch rề đây, mạch rề nó sử dụng một vế là 6 sò, 3 đen, 3 xanh. Bên đây cũng vậy, tổng cộng là 12 sò. À, được bố trí rất là đều và đẹp anh em nha. Đó, riêng về mặt mũi hồi gỗ thì không có gì để bàn, và em sẽ quay vô nội thất rồi đi xuống phía sau là cái phần phía sau cho anh em xem. Đây, linh kiện được bố trí dày đặc, máy rất đẹp. Miếng độc không có miếng tan xác nào luôn anh em nha, máy rất đẹp luôn. Đó, anh em xem nha. Còn rất đẹp, đây là nắp lưng nguyên zin của nó, vẫn có một vết lồng mèo lồng chuột chút xíu đây không đáng kể, nhưng nắp zin nha, nắp nhôm nhôm phay chứ không phải là nắp thường nè. Máy rất đẹp. Đó, con này nó khá nặng ha. Đây, em quay tay nè. Đó, và nó có hai cái miếng đồng chính giữa để khử chống nhiễu anh em nha. Anh em thấy không, nó rất là tuyệt vời. Nó quay ngược lại cũng vẫn đẹp. Đây, chân chất cắm là toàn là chân vàng hết nha. Đó, anh em thấy không? Chân vàng hết. À, và cổng ba lăng đánh hai cầu AB và A cộng B, cũng chạy từ 4 tới 16 ohm. Đây, về công suất này đây, em này là 260W này. Mất in ra băng. Đó. Cái dòng này thiết kế để tiêu thụ điện ít thôi, cái này là dòng điện tiêu thụ thôi anh em. Chứ về công suất quá thì nó không có thua kém gì. Em thấy nó đẹp, rạng ngời. Đó. Và giá tại shop em con này nó có cao hơn chút xíu, nhưng mà nó được cái là nó đẹp, rất đẹp anh em nha. Giá là 21 triệu bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha. 21 triệu trong con Amly 907 Mod Limited nha. Đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt trần luôn. Cho anh em chơi nha, giá là bao ship nên em chỉ khoảng đủ nha. Đấy, thì có một con thôi, anh em yêu thể phone ngay cho em. Giá máy đẹp, thêm có 5-700 thì không có đáng là đâu anh em nha. Đó, rồi và tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Anh em là yêu thể phone cho em thôi. Đây có nắp lưng riêng của nó. Đó, anh em thấy không, còn nguyên chặn hết nè. Nắp nó dày lắm, cái nắp nó dày cực kỳ, nắp của loại tra không có so sánh được. Đó. Đó. Chẳng lên thôi, chưa có khớp này, rồi đó nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi, và tới đây thì em xin kết thúc nha. Anh em nào yêu thì phone cho em. Xin cảm ơn rất nhiều.